Rồi ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel cày zombie ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao mà để đánh một cách nhanh gọn lẹ, giống như cái tụi mà nó bay vô anh em nó sắn anh em cái anh em chết ngắt luôn á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà để làm được cái điều đó ha. Không phải nó là anh em thao tác đâu mà thực sự tụi nó đang xài một cái ứng dụng đặc biệt á, gọi là thao tác nhanh á, tức là anh em bay vô anh em chấn tụi nó một cái là tụi nó chết luôn á. Tức là nó sẽ combo toàn bộ cái chiêu thức của mình trong vòng 1 giây cho anh em, 2-3 giây gì cũng được nhưng mà nó nhanh á. Đây ví dụ như mình thử cho anh em coi ha. Ví dụ như là anh em thấy tụi nó đánh anh em bằng cái chiêu là đầu tiên là vũ khí cái đó, mình đeo vũ khí vô ha. Đây ví dụ như mình đeo vũ khí này đi. Nó thấy anh em đi, ví dụ nó thấy anh em đây đi, nó bay vô nó sắn vô anh em rồi nó bay vô nó sắn anh em coi mình sắn anh em nha. Ví dụ như mình đánh anh em này đó, anh em thấy không là anh em chết đó. Nó chỉ cần mất khoảng 1 giây mấy thôi là nó có thể đưa anh em vô cái chết, không nó rất là nhanh luôn. Còn ví dụ như là anh em không có blink đi, anh em không có blink, không có cái dịch chuyển nhanh thì anh em vẫn có thể tạo ra một cái combo. Ví dụ như là đây mình combo cho anh em coi nha. Ví dụ như mình xài cái chĩa đi, mình xài cái chĩa của bắp đi, mình combo cho anh em coi nha. Đây ví dụ đóng băng, nổ, đâm, chém là chết, ví dụ vậy đi đó. Thì làm sao mà anh em làm được cái điều đó thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em ha. Đầu tiên thì anh em lên Google, anh em gõ Macro Gamer ha, anh em gõ đại thì nó sẽ ra cái chỗ nè đó, nó sẽ ra cái trang này nè. Anh em nhấp vô cái trang này xong rồi anh em tải về ha. Đây anh em vô được cái trang, anh em kéo xuống, anh em chọn cái dòng step MSI, cái này là sử dụng cho tất cả các game luôn nha anh em, nó chỉ thao tác nhanh thôi. Rồi anh em bấm vô cái step ở giữa này nha, anh em tải về anh em cài đặt thì lúc đó trên màn hình anh em sẽ hiện ra một cái ứng dụng đó là Macro Gamer đi đó. Anh em nhấp, anh em mở nó lên thì nó sẽ ra một cái cửa sổ nhỏ xíu vậy ha. Nó dùng mình để anh em set up cái thao tác anh em á cho nhanh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ set up thử cho anh em coi cái thao tác của mình nha. Đầu tiên thì anh em phải thử cái thao tác của mình, tức là đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái này đúng không? Nè, sử dụng cái này thì cái nút đầu tiên mình bấm là chuột phải này. Mình bấm chuột phải một cái rồi mình bấm nút E để mình đổi chiêu. Đó, rồi bấm chuột phải cái tức là chuột phải E, chuột phải rồi xong mình shift chuột phải rồi mình F ha, là mình tính đường đi của mình trước rồi, mình tính được cái thao tác của mình rồi. Giờ mình vô đây, mình bấm chữ read new, xong rồi anh em đặt cái tên gì đó tùy anh em thôi. Ví dụ mình đặt nút này nút V đi, nút V đi ha. Mình đặt tên gọi là combat đi. Đó, combat đi ha. Rồi, cái chỗ pin 2K này anh em chọn nút V, nút diễn được tùy anh em muốn thao tác nút nào cho nhanh. Anh em click vô chỗ record delay và mouse click, anh em tắt cái chỗ click position đi. Đấy. Thì rồi, bây giờ anh em bấm nút start thì anh em sẽ thao tác ha, thao tác y như là lúc anh em đánh cái chiêu nãy của mình á. Rồi giờ mình bấm nút start mình thao tác cho anh em coi nha. Đầu tiên là mình bấm start này, mình chuột phải E, chuột phải shift, chuột phải F, rồi mình bấm stop record. Rồi thì bây giờ là anh em thấy trên màn hình nó sẽ hiển thị một đống cái ấy. Thì bây giờ anh em giảm tất cả ha, cho tất cả xuống 16. Tại vì là mình test thử rồi thì mình thấy là ở cái giây thứ 16 á, ở cái điều độ delay thứ 16 á, tức là anh em vẫn ổn. Còn nếu mà anh em vô mà anh em cảm thấy là 16 đối với máy anh em chưa ổn á, thì anh em sẽ tăng lên. Nó tùy theo cái độ lắc của máy nữa anh em ha. Tùy theo độ lắc của máy nữa, có máy xài được tới 0.05 tức là nó rất là nhanh, còn có máy thì xài được cao hơn. Tại vì là cái máy mình do mạng thôi thì mình sẽ chỉnh. Ở máy mình là 16, anh em cứ chỉnh 16 đi. Rồi anh em vô anh em test thử coi được không? Nếu mà không được thì anh em chỉnh lên là 20. Nếu mà không được nữa thì anh em lên 25 hoặc 30. Khi nào được thì thôi. Nhưng mà tất cả các số đều phải giống nhau nha. Ở đây mình 16 là 16 hết. Cái này anh em nếu mà lúc mà vô mà anh em bấm nhanh thì anh em sẽ đỡ không? Lúc này anh em sẽ đỡ phải nhấp này, 6 này. Mình nhấp nhanh hơn nữa mới được, 5, 4 này. 3 này. 2 này. 1 này. Rồi, 16 ha. Đấy, ở đây còn cái nữa mình tăng lên cho 16 luôn. Rồi ha, 16 hết nha anh em. Rồi anh em ok. Thì bây giờ là cái không ở cái combat của mình này. Cái combat của mình là xài nút V nha. Anh em bấm nút run. Rồi anh em vô lại game nha. Rồi bấm nút V. Đấy anh em thấy không? Nó sẽ thực hiện tất cả các thao tác luôn. Đấy, rất là nhanh luôn ha anh em, rất là nhanh luôn. Chỉ cần anh em bấm một cái thôi. Giờ mình thử mình vô mình đánh thử một cái con này cho anh em coi này. Đây mình thử con này cho anh em coi nha. Này nút V này. Thấy không? Nó tuy là nó hơi chậm chút xíu ha, nó hơi chậm chút xíu nhưng mà khá là ổn. Nếu mà anh em chơi quen rồi thì rất là nhanh. Nếu mà anh em chơi quen rồi thì ok lắm á. Ví dụ như giờ mình không chơi cái đó đi mà mình chơi vũ khí này đi, mà mình không combat theo kiểu V nữa mà mình combat theo kiểu của mình là blink. Anh em coi nha, mình sẽ blink một con rồi đó cho anh em coi. Đây ví dụ con này đi. Mình gặp nó từ xa đi. Mình nhào vô. Cái này là do nó lỗi E này. Không lỗi E. Nó lỗi E thì mình phải chỉnh lại. Đấy. Tùy theo anh em chỉnh thôi ha, tùy theo anh em chỉnh thôi, do cái thời gian delay nó chậm á. Cái thời gian delay chậm rồi mình bỏ cái con này đi, bỏ cái không blink này đi. Mình chừa cái con kiếm khách của mình lại thôi. Đấy. Mình chừa con kiếm khách của mình lại thôi. Blink. Tại vì cái này là của mình set up cái con kiếm khách của mình. Giờ mình làm thử lại cho anh em coi nha. Blink vô người nó. Đâu nó vẫn bị thời gian anh em. Nó vẫn bị thời gian này. Phải chỉnh lại chút xíu. Để đi vô nè. Rồi mình sẽ chỉnh lại thời gian. Cái nút E của mình đâu rồi? Cái nút E này thì 0.5 nó thấp quá. Mình lên 0.16. E mình đi đây lên 0.16 luôn. Rồi ok, lên thử đây. Rồi được rồi ha anh em. Đấy. Anh em thấy không? Sau khi mà mình ấy xong mà mình set chiêu xong rồi rất là đơn giản luôn. Đây, giờ mình đợi cho cái delay của mình. Cái này là do anh em set thời gian thôi ha. Lại lần nữa cho anh em coi nha. Đấy, rất là nhanh luôn ha, tùy theo anh em cách anh em mở combo thôi. Với lại là đồ anh em mặc á, anh em mặc làm sao cho nó đam nó cao nhất có thể thì lúc mà anh em đánh nó mới ổn ha. Đấy, rồi ok ha, clip của mình tới đây tạm dừng ha, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại. Khi nào anh em bấm được nút stop này nè, à được rồi, đấy anh em bấm được nút stop